Tôi là Thanh Tân, mời quý vị đến với chương trình dự báo kinh tế của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phong trào khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra khá sôi động, không chỉ thể hiện ở số lượng nhóm tham gia khởi nghiệp mà còn trong các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, các chương trình, cuộc thi khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của các trường học và các tổ chức trong cũng như ngoài nước. Tuy nhiên, để có được những doanh nghiệp sống sót và phát triển có chất lượng thì vẫn cần rất là nhiều chính sách hỗ trợ để đưa hoạt động phát triển năng lực khởi nghiệp đi vào thực chất hơn. Và ngày hôm nay thì chương trình muốn chia sẻ một góc nhìn về vấn đề này qua phần trao đổi với vị khách mời. Xin được giới thiệu đến quý vị Tiến sĩ Đỗ Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa anh, thời gian qua thì đẩy mạnh phát triển đổi mới sáng tạo khởi nghiệp luôn là một vấn đề được nhà trường quan tâm và đầu tư, góp phần nâng cao cái kiến thức cũng như kỹ năng về đổi mới sáng tạo và hình thành tinh thần tự lập và cái khát vọng lập nghiệp trong giới trẻ, trong sinh viên. Và câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn đặt ra cho anh đó là anh đánh giá như thế nào về phong trào khởi nghiệp ở các trường đại học hiện nay và các dự án khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thì thường tập trung vào những lĩnh vực nào ạ? Chúng ta cũng đã biết là hiện giờ việc thúc đẩy phát triển kinh tế là một vấn đề rất là được quan tâm. Như vậy thì trong các mảng lĩnh vực ở trong đây thì cái câu chuyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là câu chuyện rất được quan tâm bởi tất cả các ban bộ ngành của chính phủ. Và hiện giờ thì cụ thể hóa của nó là cái đề án 844 mà chúng ta cũng đã được biết là được thông qua cái kênh của Bộ Khoa học Công nghệ, và tất cả các sở ban ngành về cái lĩnh vực khoa học công nghệ đều phải thúc đẩy cái hoạt động này. Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái đề án là đề án 1665 để thúc đẩy hỗ trợ cái sự phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và cũng như là ở ngay cả đối với đối tượng là học sinh. Như vậy thì khi đến câu hỏi thứ hai của Thanh Tân liên quan đến vấn đề về hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các trường đại học hoặc các dự án khởi nghiệp đang định hướng vào trong lĩnh vực nào? Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022 thì Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Khoa học Công nghệ đã đầu tư cho tất cả là 61 các dự án speed up, tức là những dự án mà họ đã có chương trình phát triển khoa học công nghệ, đã có sản phẩm rồi, bây giờ chúng ta tìm cách để thúc đẩy họ và đưa nó ra thị trường. Thì trong số 61 dự án đó thì trong đó có tới 43 dự án là nằm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tất nhiên là nó cái ứng dụng của nó là trong rất nhiều mảng khác nhau, có thể trong giáo dục hoặc trong fintech vân vân. Còn các dự án về nông nghiệp và công nghệ cao thì chỉ chiếm có 15 dự án, còn tất cả các lĩnh vực khác thì chúng ta chỉ có 3. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ được rằng là cái xu thế hiện giờ thì người ta vẫn đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì đó chính là cái lĩnh vực lớn nhất, và tiếp đến là nông nghiệp công nghệ cao. Vâng ạ. Như vậy thì thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi như thế nào để cái phong trào khởi nghiệp có thể phát triển một cách sôi động như anh vừa chia sẻ ạ? Nếu như nói về các chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ cái chính sách rõ rệt nhất là thông qua cái sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ đối với tất cả các hợp phần ở trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các chính sách hỗ trợ nó có một cái mảng riêng của nó, đó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và trong cái mảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này thì hiện giờ Thành phố Hồ Chí Minh đang có 4 cái chính sách cụ thể, đó là ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hay là cái chương trình Speed Up mà mình vừa mới giới thiệu đó. Rồi thứ hai nữa là cái chương trình huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ ba là chương trình tổ chức các sự kiện hỗ trợ các hoạt động của hệ sinh thái. Và thứ tư nữa là cái chương trình ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì ở đây là 4 chương trình này cùng với hàng loạt những cái hoạt động khác để kết nối giữa các cơ sở ươm tạo, giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp và những nhà đầu tư. Thì nó tạo thành cái hệ thống, những cái sự hỗ trợ mà Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp là thông qua Sở Khoa Công nghệ đang triển khai. Như vậy có thể nói rằng là các hoạt động khởi nghiệp thì đã có một cái bước khởi đầu khá là thuận lợi khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị, các trường. Tuy nhiên thì vẫn chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều khó khăn ở phía trước. Vậy thì khó khăn đó là gì? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái ghi nhận về một số dự án khởi nghiệp và thách thức họ đã gặp phải trong quá trình mà khởi nghiệp của họ. Năm 2017 thì trong một lần đi công tác thì nhóm chúng em được chiêu đãi một cái món là salad rau sam, và từ đó chúng em tìm hiểu thì thấy ở nước ngoài người ta có rất là nhiều cái sản phẩm về cái rau sam. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái nguồn nguyên liệu rất là dồi dào nhưng mà lại không được đầu tư nghiên cứu. Rau sam ở các vùng quê thì chủ yếu là người ta dùng để làm thức ăn mà không quan tâm đến giá trị dược liệu. Thì đây là một cái dự án tâm huyết của nhóm, mong muốn là tận dụng những cái hoạt chất tốt có trong rau sam tạo ra
ra một cái sản phẩm trà chức năng kiểm soát được lượng đường huyết ở người bệnh đái tháo đường. Hiện tại thì nhóm có gặp một số cái khó khăn trở ngại, ví dụ như là cái sản phẩm đây là một cái sản phẩm rất là mới, cho nên đó là sẽ hơi khó tiếp cận với lại thị trường, và cái thương hiệu của nhóm thì cũng mới bước đầu được xây dựng. Những cái dự án khởi nghiệp mà giống như nhóm thì rất mong sẽ nhận được sự đầu tư cả về kinh phí cũng như là sự cổ vũ động viên của các doanh nghiệp, của các tổ chức. Thực tế, đa số sinh viên theo học ngành nông lâm ngư nghiệp đều sinh ra ở nông thôn nên điều kiện kinh tế eo hẹp, khó có nguồn vốn để khởi nghiệp. Không chỉ vậy, hiện nay, mặc dù các trường đại học có nguồn lực khoa học và công nghệ mạnh, nhiều tiềm năng để phát triển đột phá, nhưng lại đang gặp khó khăn và vấp phải những rào cản vướng mắc khi đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm. Hiện tại ở Viện Tế bào gốc có nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đến cái mức có thể đưa sản xuất quy mô công nghiệp, như là sản phẩm Cartilatis đã chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa Vận Hành, sản phẩm Merulatis để điều trị các bệnh lý viêm từ dây rốn của em bé. Nhưng tất cả những cái nghiên cứu đó rồi, bây giờ chỉ để sản xuất, để triển lãm thôi, chưa đưa vào thị trường được. Là bởi lẽ cần phải có một cái khung pháp lý cho những cái sản phẩm nó đặc biệt như vậy. Nó đặc biệt bởi vì nó chứa cái nguồn sinh phẩm của người cho, chứ không phải là các sản phẩm được tách chiết từ tự nhiên. Như vậy các sản phẩm này chứa các sinh phẩm của người thì thương mại hóa nó như thế nào là đúng luật, có được cái khung pháp lý cho việc đó. Thưa tiến sĩ Xuân Hồng, có thể thấy là nhiều dự án và ý tưởng khởi nghiệp dù đã đạt được cái giải thưởng lớn và có tính khả thi cao nhưng lại gặp khó khăn và chưa thể thương mại hóa sản phẩm ra thị trường, thì không biết rằng là anh suy nghĩ như thế nào, những cái khó khăn nào mà khiến cho những ý tưởng đó khó khăn mà chúng ta thương mại hóa như vậy ạ? Như vậy thì cái thách thức mà mình nghĩ lớn nhất đầu tiên đó là, đầu tiên là khi có ý tưởng thì các bạn đó phải tìm kiếm được những cái nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, để tối thiểu là phải xác định được rằng cái ý tưởng đó nó có khả năng hiện thực hóa. Và khi đã có hiện thực hóa được cái ý tưởng đó rồi thì nó phải ở trong một cái dạng là một cái sản phẩm mà những người có tiền họ muốn đầu tư thì họ cảm thấy rằng là họ có thể đầu tư và họ có thể sinh lời, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thu hút được cái nguồn lực, và cái quá trình thu hút nguồn lực đó nó sẽ tạo ra cái bệ phóng để cho những sản phẩm đó được đi ra bên ngoài. Như vậy thì câu chuyện đầu tiên là câu chuyện vốn, và một cái khó khăn thứ hai nữa nó sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, ví dụ như về việc hỗ trợ cho những cái người mà họ phát triển sản phẩm thì họ phải có được những cái lợi ích như thế nào trong cái quá trình đó, chia sẻ những cái lợi nhuận sau khi mà một sản phẩm nó được đưa ra thương mại, thì chúng ta cũng phải có cái cơ chế để chúng ta thấy được rõ rằng tất cả các bên liên quan tham gia vào trong cái quá trình này thì đều có thể nhận lại được cái lợi ích từ cái quá trình đầu tư của mình. Như vậy thì theo anh, để triển khai thành công một mô hình để mà thương mại hóa, chuyển giao hay khởi nghiệp tại trường đại học thì cần thêm những cái hỗ trợ nào nữa ạ? Hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một cái chuỗi hội thảo mang tên là Đại học Khởi nghiệp. Chuỗi hội thảo chuyên về đại học khởi nghiệp và đã tổ chức ở khá nhiều trường đại học. Thì hỗ trợ tại các trường đại học thì từ góc độ của mình là người vận hành cái công tác này thì mình thấy rằng là có hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là các bạn sinh viên có tinh thần khởi nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp. Và nhóm thứ hai là những nhóm dự án mà đã có sự đeo bám nhất định, có sản phẩm nhất định. Thì đối với hai nhóm đối tượng này nó cũng sẽ có những cái hoạt động hỗ trợ khác nhau. Nếu như đối với nhóm sinh viên có tinh thần, có cái khát khao khởi nghiệp, thì ở đây là chúng ta cung cấp cho các bạn đó cái thông tin đầy đủ và để cho các bạn nhìn thấy được cái con đường đó. Chúng tôi đều chỉ cho các bạn nó biết rằng ở mỗi giai đoạn nó đều rất khó, nhưng mà ở cuối con đường thì nó cũng lại rất là hấp dẫn. Thì nếu mà chúng ta muốn hướng đến cái hấp dẫn cuối cùng đó thì chúng ta phải đi con đường này. Thì đây chính là cái sự hỗ trợ hiện tại. Và nếu như các bạn đó muốn nhảy qua những cái bước khó khăn đó thì những cái cơ quan chuyên trách, bộ phận chuyên trách ở trong nhà trường sẽ giúp cho cái chuyện đấy. Đối với nhóm thứ hai là những nhóm đã có dự án, đã có sản phẩm, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là cái sự hỗ trợ nó sẽ rất khác. Họ sẽ cần phải có những cái sự tư vấn và những cái dịch vụ hỗ trợ như từ kế toán đến pháp lý để dần dần họ hình thành được cái sản phẩm. Và bên cạnh đó một cái chuyện rất là quan trọng nữa là khi họ cần vốn thì chúng ta có thể giới thiệu được cho họ rằng họ có thể kết nối với những nhà đầu tư, quỹ đầu tư nào, hoặc có thể tìm cách để tận dụng được những cái nguồn kinh phí nhà nước nào để hỗ trợ, ví dụ như thông qua chương trình Speed Up. Một cái mảng thứ hai nữa là tất cả những cơ sở vật chất,
khoa học kỹ thuật, ví dụ như những phòng thí nghiệm, những cái nơi mà những cái trại thực nghiệm ở trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì sẽ được sử dụng để cho những cái doanh nghiệp, những cái nhóm dự án này có thể sử dụng với một cái chi phí mà chúng ta tạm gọi rằng là mang tính chất gọi là trợ giá là chính thôi. Thì như vậy thì cái đó là sẽ là những cái chính sách hỗ trợ để thúc đẩy. Vâng ạ, như vậy thì khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với thanh niên thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn, rào cản. Và để ý tưởng tốt biến thành hiện thực, để sản phẩm được thương mại hóa thì cần nhiều trợ lực hơn nữa. Và chúng tôi muốn mời quý vị cùng với tiến sĩ Đỗ Xuân Hồng sẽ nghe thêm những chia sẻ về giải pháp từ các chuyên gia và lãnh đạo thành phố được ghi nhận trong clip sau đây ạ. Tại hội thảo Đại học Khởi nghiệp, Thương mại hóa và Chuyển giao công nghệ trong trường đại học hướng đến phát triển Đại học Khởi nghiệp, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các trường đại học đóng vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Sinh viên phải được chuẩn bị tâm thế, kiến thức, kỹ năng và các điều kiện hỗ trợ để có thể khởi nghiệp ngay từ khi còn học đại học. Ở góc độ của Ủy ban Nhân dân Thành phố thì chúng tôi rất là khuyến khích và chúng tôi sẽ có một cái sự tập trung để đồng hành hỗ trợ để Đại học Nông Lâm cũng như các trường khác. Chúng ta sẽ chăm chút cho cái hoạt động khởi nghiệp. Thì cộng đồng các đại học của thành phố chúng ta cũng chia sẻ để chúng ta có thể chuẩn bị cho các bạn sinh viên tâm thế, kiến thức, kỹ năng để có thể khởi nghiệp. Và thông qua hoạt động này thì chúng ta kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ, với thành phố để có những cơ chế chính sách để làm sao ta đồng hành với các hoạt động khởi nghiệp này. Có thể là từ ngân sách, có thể là những cơ chế chính sách để ta thu hút các cái quỹ đầu tư, thu hút các sự đồng hành của các doanh nghiệp để cái hoạt động khởi nghiệp nó đi đúng hướng và nó đạt được kết quả. Thành phố đang có các cái kế hoạch để chuẩn bị hình thành cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh với cái định hướng là xây dựng một cái mạng lưới các cái trung tâm đổi mới sáng tạo nói chung của thành phố để hỗ trợ cho các cái hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo của các cái doanh nghiệp start up. Mới đây, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành nông lâm ngư nghiệp cần phải lồng ghép kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp vào chương trình đào tạo cho sinh viên. Cái cách lồng ghép thì tùy vào ngành đào tạo, tùy điều kiện của các trường mà các trường có thể lựa chọn các cái hình thức khác nhau. Có thể là trở thành một cái học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo hoặc là một học phần tự chọn, hoặc là có các chuyên đề riêng để mà triển khai thực hiện làm sao cho nó hiệu quả nhất. Để vào một mặt nữa để cho học sinh sinh viên khi mà ra trường ấy thì các em đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của xã hội và từ đó sẽ thu hút được nhiều học sinh giỏi vào học cái ngành nông nông ngư nghiệp này và đáp ứng cái nhu cầu nhân lực trong cái thời gian tới. Các trường đại học hôm nay phải đưa cái môn học khởi nghiệp để mà trang bị cho các em kỹ năng để mà các em có thể ra trường phát huy cái kỹ năng này để trở thành những doanh nghiệp. Vừa là tạo công ăn việc làm cho mình và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có hỗ trợ kinh phí để mà đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên các cái tỉnh thành mà khó khăn để mà có những cái kỹ năng, có những kiến thức khởi nghiệp. Và sau lưng đương nhiên là sau lưng cái chuyện khởi nghiệp đó thì phải có những cái nhà khoa học. Qua clip vừa rồi thì có thể thấy rằng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh các trường đại học thì đóng vai trò rất là quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Vậy thì theo anh, sinh viên cần chuẩn bị gì để có thể khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường ạ? Cá nhân tôi cũng rất là đồng ý với lại cái nhận định rằng các trường đại học sẽ có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái vai trò của các trường đại học trong cái câu chuyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện giờ nó nằm ở đâu? Thứ nhất là chúng tôi phải đào tạo được cái đội ngũ nhân lực có cái trình độ chuyên môn cao. Thì chính cái đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao này sẽ chính là huyết mạch để vận hành những cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai gần hoặc tương lai xa. Các bạn sinh viên cũng phải hiểu được một việc đó, là cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải có trình độ chuyên môn trước đã. Và hiện giờ thì khi mà chúng ta nhắc đến trình độ chuyên môn thì nó vẫn chính là cái chương trình đào tạo chính của nhà trường. Thì các bạn phải ý thức được một việc, đây là một chặng đường rất dài, nó không phải là câu chuyện của 1 năm, 2 năm, 3 năm. Và chúng ta cũng phải hiểu được rằng là cái tỷ lệ thất bại của nó không hề thấp. Đây là hai việc mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn sinh viên hiện giờ cần phải có một ý thức rất rõ ràng. Các bạn phải có cái tinh thần, cái tâm thế của cái người khởi nghiệp. Tức là gặp thử thách, gặp khó khăn, gặp những thứ mà chúng tôi tạm gọi là thất bại tạm thời.
thì chúng ta hãy xem nó là cái quá trình tích lũy để mà phát triển tiếp. Khi mà chúng ta đã có cái tâm thế đúng rồi, vậy thì lúc mà đang học ở trường đại học, ngoài cái việc là tích lũy những cái khối lượng kiến thức mà nó phù hợp với định hướng của mình dành cho cái doanh nghiệp tương lai của mình, thì các trường đại học cũng đang tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, từ kỹ năng mềm, từ kỹ năng tư duy về vận hành doanh nghiệp, tất cả các khóa đào tạo huấn luyện ngắn, nhỏ hoặc là những cái buổi talk show của những cái chuyên gia, thì đây chính là nơi mà các bạn tận dụng. Và một cái điểm cuối cùng nữa mà tôi nghĩ rằng là sẽ nó rất là kén cá chọn canh, đó là các chương trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Ví dụ như ở trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng năm chúng tôi đều dành ra một cái nguồn kinh phí khá lớn, khoảng 8% của cái kinh phí hoạt động của nhà trường để hỗ trợ cho hoạt động khoa học công nghệ. Trong đó một phần rất lớn dành cho những chương trình nghiên cứu của sinh viên. Tức là các bạn có ý tưởng đúng không? Bây giờ chưa có ai đầu tư cho các bạn thì hãy đăng ký vào trong những cái chương, những cái đề tài sinh viên này đi. Các bạn sẽ được nhà trường cung cấp cho một cái khoản kinh phí nó không nhiều, khoảng 20-30 triệu thôi. Nhưng mà đó chính là những cái nguồn cú hích từ bên ngoài rất rất tốt ngay trong cái giai đoạn đầu, những cái giai đoạn rủi ro mà các bạn sẽ không tìm được ai đầu tư cho các bạn ngoài chuyện các bạn móc tiền túi ra. Thì vậy thì lúc mà các bạn tận dụng cái nguồn kinh phí này sẽ là lúc các bạn hiểu được rõ hơn là cái ý tưởng của mình liệu nó có thể thực tế được hay không, ít nhất là trong cái khâu là phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ rằng các trường đại học khác cũng đang làm rất tốt chuyện này, thì các bạn sinh viên có thể tận dụng cái những cái kênh hỗ trợ đấy. Vâng ạ. Với vai trò là quản lý vườn ươm doanh nghiệp của trường Đại học Nông Lâm thì anh có kỳ vọng gì cho cái sự phát triển của phong trào khởi nghiệp trong thời gian tới ạ? Mình có một niềm tin, chứ không phải là kỳ vọng, là chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự phát triển tiếp theo của cái hoạt động này trong tương lai. Tuy nhiên, cái sự phát triển đó nó nhanh hay chậm, nó tùy thuộc vào việc là chúng ta có thể vận động và ta có cái sự kết nối của nhiều cái đối tượng khác nhau ở trong cái hệ sinh thái này lại với nhau hay không. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cái ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lớn để tìm cách sử dụng cái nguồn lực, cái thứ sức mạnh của Trường Đại học Nông Lâm để hỗ trợ cho cái quá trình đổi mới sáng tạo của chính họ. Thì như vậy thì cái kỳ vọng của mình đối với những cái hệ thống hỗ trợ là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái bước đi mang tính chất toàn diện, từ có sự tham gia của tất cả các bên để gỡ những cái khúc mắc này. Và việc gỡ những cái vướng mắc đó thì nó dần dần nó sẽ huy động được cái nguồn lực tổng thể của cả xã hội để cho cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó phát triển mạnh mẽ hơn, và từ đó nó góp phần vào thúc đẩy cái sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Có khát vọng, có đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, từ đó thì tạo ra những giá trị mới. Tuy nhiên bên cạnh đó thì còn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị như trường học và cả doanh nghiệp. Một lần nữa thì rất cảm ơn tiến sĩ Đỗ Xuân Hồng đã có những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình kinh tế diễn ra trong tuần qua. Thị trường chứng khoán tuần qua cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư. VN Index vẫn đang trong thời điểm xác định xu hướng vận động và chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin về kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc vào cuối tháng 5 này. Giá vàng thế giới giao ngay đang giảm từ mức 2.050 đô la Mỹ một ounce về vùng 2.010 đô la Mỹ một ounce. Còn giá vàng trong nước vẫn khá ổn định, hiện ở mức 66,6 triệu đồng một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng bán ra. Trong thông báo mới đây, Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng 6,5% thay vì ở mức 7,2% như cơ quan này từng dự báo vào hồi tháng 1. Nguyên nhân là cơ quan này đang xem xét thận trọng hơn các yếu tố bên ngoài và đánh giá các chỉ số vĩ mô Việt Nam 4 tháng qua đang chậm lại. Ngoài tăng trưởng, Standard Chartered cũng dự báo ngân hàng nhà nước sẽ giảm lãi suất tái cấp vốn thêm 50 điểm cơ bản xuống 5% vào cuối quý 2 và duy trì đến hết cuối năm 2025. Tuy nhiên, đơn vị này cũng không loại trừ tình huống lãi suất sẽ tăng, đặc biệt là vào cuối năm, do ngân hàng nhà nước có thể chú trọng vào ổn định của thị trường tài chính hơn là tăng trưởng. 8 hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó kiến nghị cho nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu sớm theo nguyện vọng. Các hiệp hội cho rằng đến độ tuổi ngoài 55, sức khỏe của công nhân giảm sút, khó đáp ứng công việc và dễ bị đào thải. Nếu phải chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định là nam 62, nữ 60, người lao động khó đảm bảo cuộc sống. Còn xin về hưu sớm tuổi, họ lại bị trừ 2% cho mỗi năm nghỉ sớm. Ngoài ra, cho phép lao động được chọn thời gian nghỉ hưu sớm cũng là trao cơ hội việc làm cho người trẻ.
Chương trình Dự báo Kinh tế tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.